Chào các bậc phụ huynh thân mến, cô xin giới thiệu khóa học online đánh vần tiếng Anh dành riêng cho các em học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Nếu như con em của chúng ta đang gặp vấn đề sau đây, chưa biết đánh vần tiếng Anh, đọc sai hoặc đọc chưa chuẩn tiếng Anh và chưa thực sự tự tin trong việc thuyết trình tiếng Anh. Ví dụ như các từ sau, ba mẹ hãy xem cô đọc đúng chưa nhé. Cat, dog, bird. No, 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 no. Những từ này chúng ta phải đọc là cat, dog, bird. Như vậy, để đọc được đúng chúng ta cần phải đọc hết tất cả các âm. Ví dụ như k, at, cat, d, og, dog, b, erd, bird. Trong tiếng Anh, chúng ta đặc biệt lưu ý đến âm cuối quý vị nhé. Nếu như quý vị muốn con em của chúng ta đánh vần đúng. Và trong khóa học này, mục tiêu chính của cô là giúp cho các em đánh vần tiếng Anh đơn giản, hiệu quả và dễ dàng như tiếng Việt. Bên cạnh đó, nếu như phụ huynh nào cần cô kèm thêm về học và làm bài sách giáo khoa, cô cũng sẽ sẵn sàng nhé. Trong khóa học của cô, ngoài chuyên đánh vần tiếng Anh ra, chúng ta sẽ cùng nhau học thuyết trình theo chủ đề nhằm giúp các em tự tin hơn trong việc thuyết trình. Và hơn thế nữa, trong khóa học tiếng Anh này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc truyện bằng tiếng Anh nhằm tăng kỹ năng phát âm cũng như là trau dồi thêm vốn từ vựng cho các em. Ba mẹ còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký Zalo theo số điện thoại 0905 557 321 để cô kiểm tra năng lực miễn phí và được học miễn phí đánh vần 26 âm chữ cái của cô nhé.